kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh. Hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 1 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sương mù xuất hiện tại Bắc Bộ trong tiết tiểu hàn, giúp giảm bớt cảm giác khó chịu vì oi nóng những ngày vừa qua. Bộ Y tế thông báo sẽ thanh tra toàn diện công ty Masan và công ty Khải Hoàn, hai nhà sản xuất nước mắm có quy mô và nắm giữ thị phần lớn nhất hiện nay ở Việt Nam. Hàng trăm giáo viên các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở tại Thanh Hóa kêu cứu vì bị chấm dứt hợp đồng ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Trong phần tin quốc tế, Anh bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Tim Barrow làm đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu EU, ngay sau khi đại sứ cũ là Ivan Roger thông báo từ chức. Cùng chiêm ngưỡng con cá ngừ vây xanh nặng tới 212 kg, có giá hơn 600.000 USD, được một nhà hàng sở hữu trong phiên đấu giá đầu năm tại Nhật Bản. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 1, ngày đầu tiên của tiết tiểu hàn, có nghĩa là rét nhẹ. Và thời tiết tại các tỉnh miền Bắc cũng có đôi chút chuyển biến khi trời nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ngày không tăng cao. Sương mù cũng đã xuất hiện vào sáng sớm do độ ẩm tăng nên cũng phần nào tạo cảm giác lành lạnh cho mọi người trong khi lưu thông vào buổi sáng sớm. Khối khí lạnh suy yếu tạo điều kiện cho gió đông nam hoạt động mạnh, mang nhiều hơi ẩm từ biển vào đất liền. Thêm vào đó là sự mở rộng của hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây và có sương mù trong đêm nay và sáng ngày mai. Dự báo tình trạng sương mù sẽ còn xuất hiện trong những ngày tới, tuy nhiên mức độ không quá dày đặc và tan trước 9 giờ sáng khi trời hửng nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tháng 1 năm 2017 sẽ tiếp tục thể hiện là một mùa đông ấm khi nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nền nhiệt cùng thời kỳ. Vừa rồi có thể là một thông tin thời tiết khá tích cực vào thời điểm này, nhất là khi nhiều ngày qua, nắng ấm trong tháng chạp đã gây ra những tác động không mong muốn đến đời sống. Nhiều hộ trồng đào ở Nghệ An đang đứng ngồi không yên khi mà còn 20 ngày nữa mới đến Tết âm lịch, nhưng nhiều gốc đào đã bắt đầu nở rộ hoa. Năm nay, gia đình anh Lê Ngọc Hải, xóm Kim Phúc, Nghi Ân, thành phố Vinh có khoảng 300 gốc đào phục vụ Tết. Thế nhưng hiện 1/3 trong số này đã nở rộ hoa. Năm nay thì cái đào vì thời tiết nắng nóng thất thường, mưa lụt nhiều thì nói chung là cái phần đào thì nở hơi sớm. Thế nở sớm thì cũng có một phần là hao hụt về kinh tế của gia đình. Đó. Chứ mà hẳn cũng nở khoảng cỡ 3% thôi, 3-4% chứ còn cũng đang được 5-6% nữa. Gia đình anh Nguyễn Văn Bình ở xóm Kim Mỹ dù đã có kinh nghiệm trồng đào hơn 10 năm nhưng cũng bất lực nhìn đào bung nụ vì nắng nóng những ngày qua. Vì thời tiết cho nên là nó nở sớm thì nói chung là nói về giá cả thì gia đình chưa biết. Năm nay và năm ngoái có khác nhau chỗ nào, nhưng có so mà đào năm nay nở sớm thì cũng có thất thu so với mọi năm. Nhưng gia đình chỉ biết vậy thôi, chỉ biết nói chung là cũng nóng ruột nhưng không biết làm gì hơn cả. Nếu như bình thường đào nở hoa đẹp, đúng dịp Tết thì giá bán mỗi cây lên đến từ 2 đến 3 triệu đồng, thậm chí có cây to đẹp nhiều lộc, giá khoảng 10 đến 20 triệu đồng một cây. Năm nay giá có thể sẽ giảm đi từ 500 đến 1 triệu đồng, thậm chí có những cây không bán được. Gia đình đành phải chăm tỉa lại để năm sau mới có thể bán được. Đây là giống đào ta đang rất được ở chuồng tại Nghệ An, và những năm trở lại đây thì người dân ở xã Nghi Ân đã hầu như đã chuyển sang trồng đào để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Nhưng do thời tiết năm nay nắng nóng cho nên là một số cây đào đã nở hoa rồ, khiến cho kinh tế của người dân đã bị thất thu rất nhiều. Sự cố cống ngăn triều gây ngập ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Đến đầu giờ chiều nay mùng 5 tháng 1, nhiều hộ dân sống trên đường Tam Bình, đoạn thuộc khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị nước tràn vào nhà. Sau nhiều ngày nước tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều đồ đạc, nhiều vườn mai ở các hẻm trên đường Tam Phú cũng đã bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một số xưởng gia công sản xuất gỗ tại khu phố 2 cũng bị thiệt hại nặng như là hư hỏng máy móc cũng như hàng hóa. Theo một đại diện của Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức cho biết, trước mắt thì sẽ chờ nước cạn, sau đó tiến hành đóng nắp cống ngăn triều và tiến hành xử lý. Ước tính tổng thiệt hại từ vụ kẹt cống ngăn triều có thể lên tới cả tỷ đồng. Trước đó, vào chiều tối ngày 2 tháng 1, cống ngăn triều Cán Dù và Tần Vu ở quận 12 gặp sự cố tuột khỏi bản lề, gây ngập nước hai phường Thạnh Lộc và Thạnh Xuân,
quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với 250 căn nhà bị ngập, trong đó có 110 hộ bị ngập nặng. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng cũng đã đi thị sát công tác khắc phục sự cố hai cống ngăn chiều Cán Dù và Tầm Vu, yêu cầu trung tâm chống ngập phải rà soát lại tất cả các cống ngăn chiều để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự, sau đó thì báo cáo để Thành ủy xem xét có phân cấp về địa phương quản lý trong thời hạn là 20 ngày. Lần đầu tiên Việt Nam đã có quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường cho quốc gia giai đoạn 2016-2025 có tính chất đồng bộ, hiện đại và đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2016 vừa qua mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Trong số 9 sự kiện nổi bật khác của ngành tài nguyên phải kể đến sự kiện Việt Nam cùng với hơn 100 quốc gia trên thế giới ký kết và phê duyệt thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Việt Nam cũng đã tham gia hành động với đóng góp do quốc gia tự quyết trong quyết định giảm phát thải nhà kính. Cùng với đó thì Việt Nam cũng trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Tăng trưởng Xanh toàn cầu tại Đan Mạch. Diễn đàn chính là cơ hội để Việt Nam huy động nguồn lực tài nguyên trên thế giới, giúp cho Việt Nam có đủ nguồn lực cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong tương lai. Cũng trong năm 2016, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia được Quốc hội khóa 13 thông qua. Điều chỉnh này được kỳ vọng là phù hợp với nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013. Có thể nói năm 2016 là năm mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất cố gắng trong việc kiện toàn các quy định chính sách của ngành. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường thì vẫn còn rất nhiều bất cập. Câu chuyện của doanh nghiệp dệt Hopes có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương sau đây là một ví dụ. Xả nước thải vượt chuẩn và bị xử phạt tới cả 100 triệu đồng. Thế nhưng công ty này vẫn ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm môi trường. Năng lực quản lý môi trường tại địa phương rõ ràng là vẫn còn nhiều điều đáng phải bàn. Ngay trước cửa của công ty dệt Hopex tại thị trấn Lai Cách là những dòng nước thải. Chị Yên sống ở cách cống nước thải chỉ vài bước chân cho biết. Từ nhiều năm nay, nước thải từ cống này chưa lúc nào không có màu của hóa chất. Đi kèm với đó là những mùi rất khó chịu. Nước thải này là nó thối. Mà nhiều lúc các ông làm đường hay các ông múc lên đây thì thối không chịu được luôn. Mà trong khi đó cái nước này mà nếu sờ tay vào thì chắc hỏng cả da tay chứ không nói gì. Được biết, cách đây không lâu, đường ống nước thải của công ty này bị vỡ, làm tràn nước thải vào cánh đồng và vào nhà của hàng chục hộ dân ở đây. Đến nay, những hộ dân này không dám dùng nước giếng khoan để sử dụng. Từ ngày có cái nhà máy dệt, thế là cái giếng này là không thể dùng được, thế là nó ô nhiễm là không thể dùng được, thì chúng tôi là phải bỏ, phải dùng nước máy, dùng đến là nó ngứa, không sử dụng được nữa. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phạt công ty dệt Hopex 236 triệu đồng vì nước xả thải có 4 thông số hóa chất và độ màu vượt nhiều lần cho phép. Tuy nhiên, đến nay, công ty này dường như vẫn phớt lờ mọi biện pháp xử phạt, tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, mặc dù các cơ quan chức năng địa phương nhiều lần yêu cầu công ty này khắc phục. Chúng tôi đang xây dựng một cái phương án để tiếp tục là báo cáo với Ủy ban Nhân tỉnh có cái biện pháp là tiếp tục thanh tra hoặc là kiểm tra tổng thể các vấn đề có liên quan đối với công ty Hopex này. Và nếu như công ty Hopex mà tiếp tục vi phạm thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, trong đó không loại trừ cái việc đình chỉ đối với hoạt động vi phạm. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, công ty này còn tự ý cho 4 doanh nghiệp nước ngoài khác thuê lại mặt bằng đất trái phép để sản xuất. Chính quyền tỉnh Hải Dương đang cân nhắc và cho doanh nghiệp thời gian để khắc phục trước khi có biện pháp mạnh tay. Còn doanh nghiệp thì vẫn ngang nhiên bất chấp pháp luật xả thải như thế này. Bộ Y tế thông báo sẽ thanh tra toàn diện công ty Masan và công ty Khải Hoàn, hai nhà sản xuất nước mắm và loại lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trong đó, công ty Masan được cho là giữ thị phần lớn nhất. Trao đổi với VTC 14 trong chiều ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho biết đợt thanh tra sẽ bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán. Mặc dù số lượng nhà sản xuất nước mắm được thanh tra toàn diện lần này chỉ có 2 công ty, nhưng tính theo số công ty con thì hiện lên tới 10 công ty. Việc thanh tra sẽ tập trung vào khía cạnh vệ sinh an toàn thực phẩm.
Năm 2017, Thanh tra Bộ Y tế cũng sẽ thanh tra toàn diện một số cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng lớn. Theo Tổng cục Thống kê, người dân Việt Nam mỗi năm tiêu thụ hơn 200 triệu lít nước mắm, tổng doanh thu sản phẩm khoảng 7.200 đến 7.500 tỷ đồng. Còn theo số liệu của Euromonitor, doanh số thị trường nước mắm năm 2017 cả nước lên tới 11.300 tỷ đồng, trong đó nước mắm công nghiệp chiếm 76% thị phần. Sự công bố thông tin sai lệch, thiếu minh bạch về nước mắm truyền thống của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatast đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước mắm truyền thống, trong đó có nước mắm Phú Quốc. Sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra sự cố này, đến nay thì nước mắm Phú Quốc đã vực dậy với sức sống mạnh mẽ, ghi nhận của nhóm phóng viên. Thịnh Phát là một trong những nhà thùng nước mắm thuộc hàng lâu đời nhất của huyện đảo Phú Quốc. Nói về những ngày xảy ra sự cố do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat gây ra, anh Vũ không giấu được sự buồn phiền. Cả tháng 10 năm 2016, các đơn hàng hầu như không đi được. Những người làm nước mắm như anh rất hoang mang. Và với kinh nghiệm của người làm nước mắm sành sỏi, anh khẳng định chất lượng của nước mắm Phú Quốc bao đời này vẫn thế, chỉ có cá cơm và muối, tuyệt đối không như Vinastat công bố. Nó không có khác nhau gì cái gì hết. Nói chung ra nước mắm Phú Quốc thì nó la ná giống nhau hết, chứ không có khác nhau cái gì hết. Nó chỉ độ đạm thì tùy thuộc theo cá này, nó lệ thuộc theo nguồn lợi thủy sản. Cái nước mắm độ đạm cao thì nó ngon hơn cái nước mắm độ đạm thấp, bởi vì nước mắm độ đạm cao lúc đầu là nước mắm đầu tiên. Bởi vì ở Phú Quốc thì người ta bán theo cái độ đạm, người ta lấy hết nước nào ta bán theo nước đấy. Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc cho biết trong 2 tháng, tháng 10 và tháng 11 năm 2016, các kênh bán lẻ và các nhà phân phối đều tạm ngừng nhập hàng. Thị trường xuất khẩu EU cũng yêu cầu Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc giải trình. Sự cố Vinastat còn khiến một bộ phận lớn người đi biển tại Phú Quốc thất nghiệp do nhà thùng ngưng thu mua cá làm nước mắm. Đến nay, khi Vinastat chính thức xin lỗi về thông tin thiếu minh bạch, tình hình sản xuất của bà con mới bắt đầu ổn định trở lại. Cũng có sự chỉ đạo kịp thời của chính phủ, rồi các ba bộ ngành trung ương, rồi ủy ban tỉnh, thì sau đó là cái công bố cũng được rõ ràng. Thì đến nay thì cái lượng sản xuất nước mắm á, thì bà con cũng sản xuất bình thường châu để phục vụ cho cái tiêu dùng của bà con, trong đó là phục vụ cho khách du lịch. Kế hoạch năm 2016, riêng tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, khai thác 8,8 triệu lít nước mắm. Đến năm 2017, đón chờ cơn mưa cá cơm, sản lượng sẽ tăng lên 9,1 triệu lít. Thời điểm này, các nhà thùng nước mắm Phú Quốc cũng tất bật chuẩn bị hàng cho Tết Nguyên đán. Theo nhà thùng, Tết năm nay lượng tiêu thụ nhỉnh hơn so với năm trước. Và dù bị ảnh hưởng, nhưng lượng hàng vẫn đảm bảo đủ cung cấp cho thị trường trong nước, xuất khẩu và khách du lịch. Dù đã được minh oan ổn định sản xuất, song các nhà thùng nước mắm Phú Quốc vẫn mong chờ kết luận cuối cùng của chính phủ về cáo buộc hàm lượng arsen trong nước mắm mà Vinastat công bố. Đồng thời, Hội Nước mắm Phú Quốc cũng tiến hành rà soát lại các tiêu chuẩn, cách làm để tự bảo vệ thương hiệu nước mắm Phú Quốc, tránh những tai nạn tương tự như Vinastat. Hiện nay là Hiệp hội Nước mắm là chúng ta là đang có cái việc là xuất xứ hàng hóa về cái việc mà đóng gói bao bì. Nghĩa là hiện nay là chúng ta là quan tâm là đóng gói bao bì tại địa phương mình để mà chúng ta bảo vệ cái thương hiệu nước mắm chúng ta là không bị pha trộn nè, rồi không bị mà làm giả trong cái quá trình mà đem đến cái cho người tiêu dùng. Điểm quan trọng nhất trong các kế hoạch bảo vệ thương hiệu nước mắm Phú Quốc mà Hội Nước mắm Phú Quốc tiến hành là bộ tiêu chí về chất lượng nước mắm truyền thống Phú Quốc. Trong đó, quy định cụ thể về tiêu chuẩn, thành phần, hàm lượng để phân biệt với nước mắm công nghiệp pha chế. Sáng nay, Bệnh viện An Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa áp dụng thành công phương pháp điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch và chữa khỏi cho bệnh nhân đột quỵ liệt nửa người. Bệnh nhân 68 tuổi, ngụ tại Bình Chánh nhập viện lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 trong tình trạng liệt nửa người bên trái. Bệnh nhân bị đột quỵ do tai biến mạch máu não, nửa người bên trái không cử động được. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ do nhồi máu não cấp,
trên nền tiền sử huyết áp cao và đã từng bị đột quỵ nhẹ một lần. Sau khi xác định tình trạng bệnh, bệnh viện đã áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã cử động được tay chân bên trái, đi lại gần như bình thường. Tiêu sợi huyết khối tĩnh mạch là một trong những kỹ thuật điều trị triệt để đối với bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tác dụng trong tối đa là 4-5 giờ đầu tiên sau khi bệnh nhân đột quỵ. Trước đây, khi chưa áp dụng phương pháp này, bệnh nhân đột quỵ dù được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn có thể có những di chứng như là liệt nửa người, liệt tứ chi, không nói được. Phương pháp điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch làm tăng hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, tàn phế đối với các trường hợp đột quỵ nhồi máu não cấp. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo đối với những bệnh nhân đột quỵ do nhồi máu não cấp cần được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, tốt nhất là trong từ 4 đến 5 giờ đầu tiên. Người nhà bệnh nhân nên giữ nguyên hiện trạng của người bệnh, không nên áp dụng các biện pháp truyền miệng như là chích máu đầu ngón tay. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã không ít lần gặp những vấn đề về tâm lý như là bị stress, bị trầm cảm và phải gồng mình lên để chống lại những cảm xúc không mong muốn đó. Và để khơi lại những cảm xúc thuần khiết nhất trong tâm hồn của mỗi người, mới đây thì lần đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện một phương pháp trị liệu mới sử dụng những chiếc chuông xoay đến từ Tây Tạng. Có điều gì đặc biệt trong lớp trị liệu này và những phương pháp này có thực sự hiệu quả hay không? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Cái đèn năm á, bà chính rơi vào một trạng thái bị stress rất là nặng và mình đi chữa bệnh mà không được. Tất cả bác sĩ nói là không có bị gì hết khi mà chính đến cái phương pháp này. Có nghĩa là mình muốn đón nhận nó nhưng mà cái lý trí của mình nó lại phán xét, phân tích nó và nó ngăn chặn cái sự đón nhận của mình. Thì cái phương pháp này hay một cái là bạn có thể thả lỏng, bạn có thể chống đối nó, nhưng từ từ á nó sẽ cái năng lượng đó, tại năng lượng của tiếng chuông rất là sạch. Cả một cái vùng âm thanh nó bao quanh cái trái tim của mình và lúc đó cái cảm xúc nó bao hòa và nó nâng mình lên. Và chính cảm thấy là cái cơ thể của chính muốn tìm cái tiếng chuông đó tiếp tục. Những âm thanh tiếng chuông dễ chịu này có nguồn gốc xuất phát từ Tây Tạng. Với cách thức gõ các chuông nhỏ được đặt ở các vị trí khác nhau, cách làm như vậy được cho rằng có công dụng chữa trị những triệu chứng tâm lý của con người nên đã thu hút nhiều người dân tò mò đến điều trị thử. Tuy nhiên, theo chuyên gia điều trị tại lớp học này, hiện nay vẫn chưa có những bằng chứng khoa học nào chứng minh về khả năng trị liệu tâm lý của nó. Ta cần có thời gian để người ta nhìn thấy được cái tác dụng của nó, hoặc là người ta cần có những cái bằng chứng khoa học chứng minh. Cái đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà những cái gì tốt thì sẽ dần dần thì sẽ được xã hội chấp nhận. Cho nên là chúng tôi vẫn cứ mang về và đến hiện nay thì những người đến với chúng tôi thì đều đã có những cái kết quả rất là khả quan. À, không có, tức là trước đây thì mình ví dụ như là mình đi bấm huyệt hay gì thì là họ sẽ có tác động vô ngay cái huyệt đạo của mình thì ngay cái lúc đó sẽ thấy thoải mái, hoặc là về nhà tùy theo cái người mà massage cho bạn nữa. Còn ở đây tức là nó tạo ra những cái sóng âm nó lan đi, thì thậm chí là khi mà mình về nhà là mình vẫn có cảm giác âm thanh xung quanh mình. Chưa có những chứng minh khoa học cụ thể, tuy nhiên nhiều người tham gia trực tiếp đều cho biết họ cảm nhận được những tác dụng của các âm thanh mà tiếng chuông này mang lại. Một vài buổi học không thể thay đổi được hết những trạng thái và cảm xúc đã từng xảy ra trong quá khứ của mỗi người. Nhưng ít ra, những người đến đây đã tìm được cho mình một cách để giải tỏa mỗi khi gặp vấn đề về tâm lý. Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ngày hôm nay vừa bắt giữ một lô hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu. Nhiều sản phẩm trong số này là đồ chơi bạo lực và có xuất xứ từ Trung Quốc. Theo đó, tối ngày 4 tháng 1, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra một toa tàu tại ga Giáp Bát, Hà Nội và thu giữ 31 thùng đồ chơi bằng nhựa trẻ em với tổng số lượng gần 15.000 sản phẩm, gồm đàn piano, mèo máy, súng bắn nước. Số hàng này do công ty cổ phần Xuyên Việt Hỏa Sa có địa chỉ tại số 572 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai nhận vận chuyển thuê. Tại thời điểm kiểm tra, công ty không liên hệ được với chủ hàng. Đại diện đội quản lý thị trường số 1 cho biết toàn bộ số hàng trên là do Trung Quốc sản xuất, được nhập lậu vào thị trường Việt Nam và theo quy định thì những mặt hàng này phải kiểm định trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ, nhưng số hàng trên không dán tem hợp quy, nhãn hàng nhập khẩu. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên và sẽ thực hiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Năm 2016, vụ việc gần 1.000 giáo viên hợp đồng của các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định của tỉnh Thanh Hóa bị chấm dứt hợp đồng lao động đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Trong khi vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, thì lại có thêm hơn 100 giáo viên của huyện Hà Trung lại tiếp tục lâm vào tình cảnh mất việc,
mà không biết kêu ai. Tình cảnh của họ đang rất khó khăn khi mà Tết Nguyên đán lại đang cận kề. Nhóm phóng viên của VTC14 đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu câu chuyện. Chị Hoàng Thị Thanh Huyền, công tác tại trường Trung học cơ sở Hà Long, huyện Hà Trung đến nay đã được 10 năm. Từ tháng 1 năm 2017, chị cùng với hơn 100 giáo viên thuộc 3 cấp, mầm non, cấp 1, cấp 2 của huyện bị chấm dứt hợp đồng lao động. Thật sự là nguyện vọng thì em vẫn muốn được theo nghề. Bọn em học ra là để được cống hiến cho ngành giáo dục. Nói đúng ra là công sức bọn em bỏ ra nó quá nhiều. Đồng lương bọn em nhận lại thì quá ít ỏi. Nhưng mà bọn em hy vọng vào một tương lai là để được theo ngành cơ. Chứ không phải bọn em bỏ ra công sức, tiền của thời gian học hành rồi 10 năm trời bọn em làm cho ngành giáo dục để bây giờ bọn em phải về đi làm việc khác. Đâu nó không hề muốn. Mãi đến năm 2014, chị Huyền mới được ký hợp đồng 1 năm và được đóng bảo hiểm. Mong ước được ký hợp đồng dài hạn, được trở thành viên chức đúng nghĩa, được đáp lại vỏn vẹn là tờ giấy A4 với thông báo sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Được vào ngành chứ bọn em không làm được vì 1 triệu mấy bạc đấy. Chị đã quyết định viết tâm thư và có ý định gửi lên Thủ tướng để cầu cứu. Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung, việc ngừng ký hợp đồng đối với một số giáo viên dạy ở trường mầm non cấp 1, cấp 2 trên địa bàn huyện là thực hiện theo chủ trương chung của tỉnh. Huyện cũng đã có thông báo cũng như gặp mặt chia tay với số giáo viên này trước đó 1 tháng. Ủy ban tỉnh đã ban hành cái chính sách hỗ trợ đối với cái giáo viên mà bị cắt hợp đồng này, mất việc này, thì tùy theo từng cái đối tượng, theo quy định. Thì cái này huyện cũng đã triển khai, đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của ngành giáo dục và đã triển khai giao cho phòng tài chính, phòng lao động và phòng giáo dục chủ trì. Đấy. Trong đó thì phòng giáo dục là cơ quan chủ công, giao chủ trì cái này để lo thực hiện cái chính sách cho cái số mà anh chị em bị mất việc. Thời gian họ công tác và họ chỉ được ký hợp đồng 3 tháng một như vậy ạ, là tầm 6-7 năm đấy, thì họ cũng không hưởng được hưởng bất kỳ một cái chính sách quyền lợi nào cả mà cũng không được đóng bảo hiểm luôn. Thì anh có biết cái điều này không ạ? Thực ra thì cái này cũng là vấn đề tồn tại từ trước, không phải là trong cái bối cảnh đó mà không xử lý đâu. Nhưng mà có lẽ nói với mọi người thì cũng biết thế nào cho nó hết được cái chỗ này. Đối với huyện thì mình lắm thì cũng không rõ lắm, nhưng mà 2 năm gần đây thì mọi người mới được đóng bảo hiểm. Cũng theo ông Dũng thì huyện cũng đã đề xuất lên tỉnh cho số giáo viên bị cắt hợp đồng này được tiếp tục hợp đồng ở bậc mầm non. Nhưng vì số lượng giáo viên hiện nay dôi dư trên địa bàn tương đối cao, đề xuất này đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Và có thể hàng trăm giáo viên tại Hà Trung sẽ lâm vào tình cảnh tương tự với hàng nghìn giáo viên khác cũng tại Thanh Hóa hồi tháng 9 năm ngoái. Giới chức Uruguay và Argentina vừa mới cho biết những cơn bão và lũ lụt xảy ra trong suốt những ngày vừa qua đã nhấn chìm nhiều vùng tại hai đất nước này, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của ở những khu vực mà bão lũ càn quét qua. Những cơn mưa lớn và kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở thành phố Santa Fe, Argentina. Riêng tại khu phố Ramona, ít nhất 20 gia đình phải sơ tán đến các khu trú ẩn tạm thời do chính quyền địa phương cung cấp. Nước lênh láng ở khắp mọi nơi, thậm chí có những chỗ nước dâng cao tới tận eo. Chúng tôi đã từng phải gánh chịu rất nhiều trận lũ lụt trước đó, nhưng đây là trận lụt nghiêm trọng nhất mà tôi thấy. Trong khi đó, tại Uruguay, giới chức địa phương cho biết có ít nhất 17 người bị thương trong các cơn bão lớn ở thủ đô Montevideo. Không chỉ gây thiệt hại về người, các cơn bão lớn còn gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng, cũng như các phương tiện giao thông tại thành phố này. Theo đó, chính phủ Uruguay đã phải ban hành cảnh báo nguy hiểm màu cam tại nhiều khu vực. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua, mùng 4 tháng 1, cơ quan dịch vụ khẩn cấp nước này đã nhận tới 1.206 cuộc gọi cấp cứu, trong đó có tới 40% do bão lũ gây ra.
Vào ngày hôm qua, mùng 4 tháng 1, một vụ xả súng đẫm máu đã xảy ra tại một khu chợ ngoài trời ở thành phố Acapulco, bang Guerrero, Mexico, khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng. Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ xả súng nghiêm trọng này. Theo thông tin từ cảnh sát Acapulco, ít nhất 3 người đàn ông trang bị vũ trang đã xông tới khu chợ rồi bất ngờ xả súng tới tấp vào đám đông. 4 nạn nhân, bao gồm 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ, thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi 2 người còn lại qua đời tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Đã có ít nhất 12 vỏ đạn súng ngắn được tìm thấy tại hiện trường gây án. Hiện cảnh sát đang mở cuộc truy lùng những kẻ tấn công trên. Vụ xả súng xảy ra tại con phố được xem là nguy hiểm nhất ở thành phố Acapulco. Nơi đây thường xuyên chứng kiến những vụ đấu súng tranh giành thị trường buôn bán ma túy của các băng đảng tội phạm. Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 1 đã vừa thông báo quyết định bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Tim Barrow làm đại sứ Anh tại Liên minh châu Âu EU ngay sau khi ông Ivan Roger thông báo từ chức. Chính phủ Anh cho biết ông Tim Barrow dự kiến sẽ bắt đầu đảm nhiệm cương vị mới vào tuần sau. Được xem là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Barrow từng đảm nhận cương vị đại sứ Anh tại Nga nhiệm kỳ 2011-2015 và hiện giữ chức giám đốc chính trị trực thuộc Bộ Ngoại giao. Quyết định bổ nhiệm ông Barrow làm đại sứ Anh tại EU đã được những người ủng hộ Brexit hoan nghênh. Với cương vị mới, ông Barrow được kỳ vọng sẽ làm thỏa mãn phe ủng hộ Brexit, từ đó giúp hàn gắn những chia rẽ hiện nay trên chính trường Anh. Trước đó, vào hôm 3 tháng 1, cựu đại sứ Ivan Roger đã bất ngờ tuyên bố từ chức khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng trước thời điểm chính phủ Anh kích hoạt đàm phán Brexit. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua mùng 4 tháng 1 cho biết, giới chức y tế nước này đang mở một cuộc điều tra vụ bé trai tị nạn người Syria tử vong sau khi bị 4 bệnh viện ở tỉnh Antalya đồng loạt từ chối tiếp nhận và điều trị. Ali Izzettin Ahmed, 7 tuổi, bị sốt cao và được cha là Izzettin Ahmed đưa đến 4 bệnh viện ở tỉnh Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Bệnh viện Đào tạo và Nghiên cứu Antalya, Bệnh viện Nhà nước Sutkule, Bệnh viện Nhà nước Atatürk và một bệnh viện nhi ở Demi Kikara. Tuy nhiên, cả 4 bệnh viện trên đều từ chối điều trị chỉ vì lý do họ là người tị nạn, Syria và cha của em không có chứng minh thư. Một ngày sau khi được đưa về nhà, bé Ali đã tử vong. Cha của Ali cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại những bệnh viện từ chối tiếp nhận điều trị vì sự vô tâm của họ. Hiện giới chức y tế Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt tay vào điều tra vụ việc nghiêm trọng trên. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra siêu núi lửa Campi Flegre ở miền nam Italy có dấu hiệu thức giấc và có thể đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân ở khu vực xung quanh. Siêu núi lửa Campi Flegre nằm dưới vịnh Naples là một hệ thống với 24 miệng núi lửa nhỏ, cùng với vô số mạch nước phun và lỗ thông hơi. Được biết, siêu núi lửa này trải rộng ra một khu vực rộng tới 13 km và chủ yếu nằm dưới nước. Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra áp suất khí của ngọn núi lửa này đang sụt giảm, trong khi nhiệt độ của magma đang tăng lên. Đây là những dấu hiệu cảnh báo sự thức giấc của Campi Flegre sau gần 500 năm ngủ yên. Theo đó, chính phủ Italia đã tăng mức cảnh báo nguy hiểm, đồng thời yêu cầu các nhà nghiên cứu giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của siêu núi lửa này. Lần phun trào gần đây nhất của Campi Flegre là vào năm 1538, gây ảnh hưởng lớn trên khắp châu Âu khi hoạt động tới 8 ngày liên tiếp. Trong phiên chợ đấu giá cá ngừ đầu năm được tổ chức thường niên của Nhật Bản vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 1, một nhà hàng sushi nổi tiếng ở Tokyo đã quyết định chi ra hơn 600.000 đô la Mỹ để sở hữu con cá ngừ vây xanh nặng tới 212 kg. Ông vua cá ngừ Kiyoshi Kimura, chủ tịch chuỗi cửa hàng sushi Zanmai nổi tiếng Nhật Bản, đã chi ra 72 triệu yên, tương đương hơn 614.000 đô la Mỹ để chiến thắng phiên đấu giá cá Tsukiji. Được biết đây là năm thứ 6 ông đánh bại các đối thủ trong phiên đấu giá cá thường niên này. Con cá ngừ vây xanh được đánh bắt ngoài khơi bờ biển thành phố Oma, quận Aomori, phía bắc Nhật Bản. Tuy phiên đấu giá năm nay vẫn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, nhưng bên cạnh đó, nhiều người khác vẫn cảm thấy lo lắng về kế hoạch di dời chợ cá của chính phủ. Kế hoạch di chuyển địa điểm tổ chức chợ đấu giá cá đã bị trì hoãn, khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy hoang mang. Chúng tôi không thích lúc nào cũng ở trong trạng thái lấp lửng, không biết có di dời hay không, hy vọng chính phủ sớm đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đó, chính quyền Tokyo đã lên kế hoạch di chuyển chợ cá Tsukiji 80 năm tuổi tới một địa điểm khác vào cuối tháng 11 năm ngoái.
Tuy nhiên sau đó không lâu, kế hoạch di dời này lại bị trì hoãn vì địa điểm mới không đủ tiêu chuẩn an toàn môi trường. Phiên đấu giá cá được xem là một hoạt động mang tính biểu tượng của nghề đánh bắt cá ở Nhật Bản và chợ cá Tsukiji cũng được biết đến là một địa điểm thu hút khách du lịch vào dịp đầu năm. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.